Ok nha. Hello anh em nha. Hôm nay tình cờ mình quay một cái video này à, sẵn tiện mình đang test cái bộ điều khiển đảo chiều động cơ, bộ DC01 nha. Bộ này mình nhận về từ khách hàng. Khách hàng đổi gọi là không nhận từ chối nhận hàng ha. Lý do thử là bộ này không hoạt động. Mà qua hai quá trình lắp ghép nó lại remote và test thì thấy nó hoạt động bình thường. Anh em thấy nha. Thử từ hút xuống nè. Rồi. Thì cái đó chỉ là cái cớ để tâm quay cái video này thôi. Mục đích của chính của cái video này là hướng dẫn cái cách ghép nối remote và cái cách mà đấu cái bộ DC01 này với cái khởi động từ. Đấy nha. Đấu với hai khởi động từ để điều khiển cái gọi là đảo chiều động cơ. Cái khởi động từ mình đang dùng ở đây là khởi động từ 3 pha và điện áp là 200 cuộn hút là điện áp cuộn hút là 220V ha. Cái bộ này có thể dùng cho điện áp là 380V. Thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết trong cái cách trong video này nha. Rồi bây giờ tạm thời tâm sẽ ngắt điện nha, ngắt điện ra. Rồi tâm thuyết minh trước cái phần sử dụng trước nè. Đây là cái điện vào ha, hai chân này điện vào có thể vào 220V hoặc là 380V. Cái chân L này nè, thực tế nó sẽ trong cái mô mạch á, nó sẽ thông với chân côm bên đây. Thì ở đây nếu anh em mình cấp chân L chân lửa thì chân côm nó sẽ có lửa, và nếu L là chân nguội thì chân côm nó sẽ có là nguội. Mình nói như vậy để anh em nhiều khi anh em dùng bút thử điện thử thì bảo sao là chân côm thì nó lại là sáng đèn lửa. Thì thực tế là dây bên đây nè nó sẽ thông mạch với bên đây, đó là thiết kế của nhà sản xuất ha. Thì tâm chỉ thuyết minh trên cái thực tế thôi. Rồi còn dây còn lại là dây cũng là dây nguồn, có thể là dây nguội hoặc dây lửa rồi đó. Thực tế chúng ta có thể đảo qua đảo lại với nhau, rồi có thể đưa điện 380V vào đây cũng được luôn. Thì lúc đó khởi động từ chúng ta sẽ dùng cái khởi động từ của cuộn hút là 380V. Anh em lưu ý cho nó ha. Ở đây là chúng ta dùng là 220V. Rồi. Rồi, như vậy chân này chân côm thì tâm sẽ đấu qua hai khởi động từ không? Là dây màu đen nè. Đấu qua cái chân A2 của khởi động từ, được chưa? A2 và A1 đều được nha. Rồi hai chân màu vàng là hai chân đi điều khiển đảo chiều nè, thuận nghịch nè. Thấy hai chân màu vàng không? Thì tâm sẽ đưa qua hai cái chân A1 của hai khởi động từ. Thì trong trường hợp này là tâm chưa khóa chéo hai khởi động từ ha. Khóa chéo có nghĩa là mình làm sao đó để một khởi động từ trong một thời điểm chỉ một khởi động từ nó chạy thôi. Nếu hai khởi động từ nó cùng chạy thì là nó bị sai. Mình khóa chéo thì thông qua mình sẽ dùng thông qua cái tiếp điểm phụ của khởi động từ. Thì trong đây thì tâm chưa nói tới phần đấy ha. Anh em có thể mình tìm hiểu thêm. Trong đó thì cái mạch bo mạch đảo chiều động cơ này nó đã khóa chéo trong đây rồi. Nếu chúng ta chọn chế độ là chế độ đảo chiều hay chế độ khóa chéo thì trong một thời điểm thì chỉ có một cái chiều lên hoặc chiều xuống nó hoạt động thôi, để đảm bảo cái động cơ chúng ta không có hoạt động đúng ha. Rồi đấy, đấy là về phần cái đấu điện ha. Còn bây giờ tâm sẽ cấp điện vào và ghép nối một cái tay remote mới cho anh em mình xem cái cách ghép nối như thế nào nha. Rồi đây nè, tay remote này là đang hoạt động nha. Rồi. Với cái bộ điều khiển này anh em mình có thể ghép nối lên tới khoảng 20 tay remote này lần. Rất là nhiều ha. Thông thường chúng ta sử dụng 3-4 tay remote là nhiều, là ok lắm rồi. Bây giờ tâm sẽ tiến hành xóa tay remote này và ghép nối lại. Xóa bằng cách là chúng ta sẽ nhấn cái nút màu đen này, nhấn giữ nha. Nhấn giữ cho đến khi còi nó kêu. Đó, nó kêu không 4-5 lần, kêu bíp bíp liên tục. Rồi mà bấm thử tay remote là mất tác dụng hay chưa. Bây giờ tâm sẽ ghép nối lại, giả sử đây giống như là một cái remote mới rồi. Tâm ghép nối lại thì bấm 2 lần là chúng ta sẽ ghép nối nút đi xuống. Bấm 1 lần là ghép nối nút đi lên. Và bấm 2 lần nha. 1, 2, bấm 2 lần liên tiếp. Rồi, còi nó kêu ha, xong chúng ta bấm nút remote đi xuống. Bây giờ nó đang chạy đi lên nè, có nghĩa là chưa chuẩn, chưa đúng. Có nghĩa là lúc thao tác chúng ta bấm 2 lần á, nó nhận biết mới có 1 lần thôi, chưa đúng. Bây giờ chúng ta xóa remote, chúng ta làm lại thôi. Cái thao tác này cũng thường xuyên là nó không được chuẩn, nên em cứ làm lại thoải mái. Rồi, xóa remote ha. Giờ ghép nối lại nè. 2 lần, 1, 2. Rồi bấm nút đi xuống. Đó, được rồi đó, thấy chưa? Dừng. Nút đi lên là chưa hoạt động nè. Giờ bấm 1 lần, ghép nút đi lên, ghép với cái nút đi lên này. 1 lần. Bấm nút lên. À, ok nha. Như vậy thì tâm trong cái video này tâm làm hai phần hướng dẫn anh em nào chưa biết á. Anh em nào biết rồi có thể tham khảo hoặc là bỏ qua hoặc là để lại comment để góp ý cho Tâm làm những video khác hữu ích hơn. Rồi Tâm hai phần, một là ghép nối remote, hai là cách đấu điện với khởi động từ ha.
Đối với anh em nào mình cần dùng cái bộ này có thể tham khảo video đây, hoặc là liên hệ với Tâm để có thể hỗ trợ gửi video khác chi tiết hơn nữa, và hoặc là anh em mình có thể xem trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này, nó có ha, nó có nói về cách ghép nối remote này, có gợi ý về cách ghép nối động cơ với động cơ, ghép nối với cái công tắc hành trình hoặc là khóa chéo khởi động từ như thế nào. Đấy. Rồi, cảm ơn anh em mình đã xem video ngắn này, và chúc anh em mình ngày mới tốt lành nhé.